Ok tất cả anh em nhà mình nhá. Mở bát tay đâu, được 70 mấy củ anh em ạ. À, chương trình hôm nay rất củ con đeo 79 khá ổn đấy anh em ạ. Mình chúc anh em nhà mình có chiến đấu con đêm đeo 79, mình chúc anh em nhà mình may mắn và chiến thắng rực rỡ nhá anh em. Nổ quả cũng gọi là mắc win luôn chưa anh em ạ, 73 củ. Nếu anh em nào đang thua tha mấy con áp thì anh em có thể sang con đeo 79 để quay hũ xem, biết đâu lại gỡ lại anh em ạ. Mình thấy có mấy cái quay hũ bên đeo 79 này khá ngon đấy anh em ạ, quay chỉ có đớp anh em ạ. Với lại anh em nào chưa tải thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em tải nhé. Khi anh em tải anh em nhận 39k miễn phí, với lại khuyến mại nạp đầu con neo 79 này là 100% đấy, làm hai củ sẽ được 4 củ như nhau, nạp ít thì được ít anh em ạ, nạp nhiều thì được nhiều ấy, khuyến mại 100%, nạp 100 thì được 200 như thế thôi. Nếu anh em làm muốn ít anh em có thể bảo những khuyến mại đấy cũng hợp lý đấy anh em ạ. Chơi để cai nghiện đấy, nếu anh em nào nghiện ngập mạnh ấy thì lấy khuyến mại đấy mình chơi cũng hợp lý, vốn đã ít rồi với lại khuyến mại nữa thì cũng hơi nhiều anh em ạ. Cái hú này có vẻ là ok nhỉ, lại làm quả 73 nào. À, quay siêu tốc đi nhỉ. Với lại 50 lượt nha anh em ơi. Là vài tay nữa mình sẽ chốt nghỉ anh em ạ. Oh my god, lại được farm miễn phí anh em ạ. Ai trời ơi, nhân bao nhiêu vậy? Ui 20 kia anh em. 20 46 anh em. Này im vậy cái hú này. Ui giời ơi, còn một lượt cuối cùng lên. Ui giời ơi, xì anh em ạ, được có 24 củ hoài. Nói chung là cũng được anh em ạ. Ôi, bạn này ít quá. Lên 160 mời anh em. Đẳng cấp bích hú nếu 79. Đấy, sai rồi. Quay nốt 41 lượt này em lãi lời như thế nào? Chuẩn anh em ạ. Hũ này là cái gì mà đi mắc 60.000 đích như nhau. Anh em quay thì anh em chọn đúng cái hũ này quay. Không ít vậy. Làm quả siêu phẩm nào. Nói chung là cũng đi nhanh thôi nhưng mà lên nó cũng lên nhanh rồi. Xuống đến 140 nữa là chuẩn nhá. 4 lượt khả năng là vẫn có cơ hội để quay hết đi mà. Ôi trời ơi, đã lên. Ai làm thêm vài tay ấy nhỉ. Có 4 phút được khai trường nhưng mà làm thêm cái số lẻ lẻ đi, biết đâu bất ngờ lại lên đúng không? Vậy chốt tổng chốt 145 củ nha anh em. Hẹn anh em nhà mình ở những cái video khác nha anh em. Chúc anh em may mắn và chiến thắng con game 79 anh em. Bye bye anh em.